Thứ cây đi hả? Trời ơi, cống nước gì đâu mà nó lủng hết trơn rồi, thứ cây gì nữa? Trời ơi, bởi đó, tại anh tính làm một cái mẹo mà là giá về cống nước. À, anh thấy thường thường đó là gia đình mình nó là hay có cái những cái trường hợp á là cái ống nước nó bị bể hoặc là nó bị lủng. À, thì ngày hôm nay là anh có tạo ra một cái lỗ lủng với một cái lỗ bể. Trời và anh sẽ tạo ra một cái loại keo mà dán một cái dính cứng nhắc luôn, không cần mà nối ống luôn. Vậy ha. À, tại vì cái những cái trường hợp này là gia đình mình bị gặp rất là nhiều luôn. Và tình trạng mà cái nước này nó bể nó bị xì nè. Đây cái lỗ rất là bự luôn nha. Nhưng mà chút xíu anh giá lại một phát là dính cứng nhắc luôn. Không gà có nhiều đại định hỏi mình có cách nào mà giá được mấy ống lủng không, thì ngày hôm nay mình sẽ chỉ ra đại định cái cách giá cực kỳ đơn giản. Mà không tốn tiền đâu nha, mình làm cái gì không tốn tiền. Thôi bây giờ mình sẽ đi tắt nước và mình giá cái ống này cho đại định coi. Đây em tắt gì cho đây rồi đó, đi tắt đi. Ai mà gặp cái trường hợp này thì áp dụng cách theo mình đó. Thì mới đầu á là mình sẽ sử dụng á là cái gì á, đây đây là một lỗ đó ha, đây và đây là có liên kết bể nè, cái ống này bể nó bị gãy á, nó bể ngay chỗ này nè. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình giá cho đại đình coi. Thì với cái ống nước mà nó bị bể ngay kiểu này nè, thì mình sẽ lao cho nó khô ra nha. Đây bây giờ mình sẽ giá cái ống này đó, đây mình lao cho nó khô thiệt là khô ra, rồi xong mình lấy dao á mình cạo cho nó sần sần ra. Đây cạo một chút xíu cho nó bám keo á. Đó, đây đó, mình cạo cho nó chắc một lớp rồi đó. Đây đó, cạo cho nó sần sần như nè, rồi mình la cho khô lại đó. Thì mình dán cái này á là mình không có sử dụng keo này nha. Đây keo này là mình không sử dụng. Keo này á là keo là chiên dán ống nước, nhưng mà mình sẽ không sử dụng keo dán ống nước giá vô cái lỗ này. Thí dụ lấy keo này á mà bôi vô cái lỗ này á thì lát là nó xúc ra nữa. Là có nghĩa là nó đúng là nó dính chắc thiệt nhưng mà nó không có độ cứng. Nó bị mềm á, rồi xong cái nước nó xịt, ra. Đây đây bây giờ bên lỗ này cũng vậy, mình cũng lau sạch ra luôn nha. Đây mình cạo ngay chỗ mé mé nè, mé mé lỗ á cho nó sần sần lên đó, đặng cho chút xíu cho nó bám keo. Bây giờ mình sẽ giá hai lỗ này cho gia đình coi. Chút xíu là mình sẽ bật mui tưa lên luôn. Cái này nước mui tưa rất là mạnh nha, nó xịt xa lắm luôn đó. Đây ok, nhớ nha, khăn phải khô nha. Còn thứ hai là mình sẽ giá cái này, mình sẽ sử dụng keo dán sắt. Dán sắt à? Đúng rồi. Là đó. Vậy nước mà keo dán sắt. Đây, nước dán keo dán sắt. Mới đầu là mình sẽ chấm lên một lớp. Đây. Cho nó dính lại cái lỗ á. Cho nó dính miếng. Đây cũng vậy nè. Không phải là keo dán sắt khai dán không mà dính cái lỗ này lắp đâu được. Rồi. Sau khi á là mình chế một miếng keo dán sắt lên rồi á là cho cái bề mặt nè, cho nó đều đều lên nè. Đó, thấy không? Mình sử dụng á là cái miếng xốp. Đây hôm qua là mình có chỉ cho đại định là sử dụng cái miếng xốp á mà dán cái ca nước á. Thì đại định nói là sợ đổ nước vô á nó sẽ ra mùi, nhưng mà mình dán mặt bên kia chứ mình đâu dán mặt bên đây đâu mà sợ. Đúng rồi, không có mùi. Đúng rồi đó. Rồi xong miếng xốp nè, cà mai mình sẽ cắt miếng xốp ra nha. Mình giá ống nước bằng cái miếng xốp này nè. Đây cái miếng xốp này, miếng xốp hộp cơm á, chắc ở đâu cũng có mà, phải không? Trời này nhá. Đây mình lấy một miếng ra. Rồi, nhau cầm. Đây, mình sẽ cắt một miếng cho nó bằng cái lỗ mà mình giá nè. Đây, lỗ dài nè. Đây mình sẽ chấm cái keo lên. Chấm keo lên á là nó sẽ chảy nha. Cái miếng xốp này nó chảy ra hết. Rồi nó sẽ tạo thành một cái lớp keo rất là cứng, dính luôn. Hai cái miếng lại với nhau lại. Đúng rồi đó. Đây ra đình nhìn nè, nó chảy từ 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 ra, thấy không? Đó, nó tan trong lại hết trơn như đó. Đây mình lấy mình đắp ra chậm xuống nè, từ từ cho dính. Cái ống sắt đụng tới đâu là nó chảy miếng này, nó chảy nó sẽ trong lại luôn chứ nó không có còn mà cái tình trạng mà nó bị còn màu trắng nữa. Giá cái này là nhìn không biết luôn nha. Tại vì nhiều người đâu phải là nhà mình nó ai mà cũng biết giá mấy cái ống này đâu. Hoặc là cái có thể là cái ống mà nó gờ ở ngoài á thình cưa mình nói lại được. Còn như mà dạng cái ống mà khít tường đó mà mình bể cái này nè, nó sát gần như nè. Nó mà bể cái này á thì mình đâu có cưa được đó, mình phải giá lại thôi đó. Đó đại đình thấy không, nó tạo ra một lớp keo rất là dày.
Nếu mà dĩa thì mình sẽ sử dụng hai lần nha. Đây mình cắt thêm một lần mình để lên nữa. Cho nó cứng thì cứng luôn. Nhưng mà cái lỗ bên kia thấy hơi bự thôi là được. Đúng rồi, lỗ bên kia bự thì mình cũng sử dụng vậy luôn. Để vô á là mình nhiễu keo nè cho nó tan ra. Một chai keo ống sắt này giá biết nhiêu lỗ nè, mình chấm con chút xíu là nó tan ra chừng. Quéo rồi. Nó quéo ha. Nó kỹ nhau. Đúng rồi. Tại keo ống sắt nó nóng, gặp xốp á thì nó sẽ mềm lại. Mềm lại nó sẽ tạo một cái lớp là dính nó bám cứng luôn, cứng nhắc luôn á. Cái này là mình hay là đi giáo nước mà thành bằng cái dụng cụ này ha. Rất là đơn giản luôn đó. Nhìn thấy nhìn như không biết luôn ha. Nó tạo thành một cái lớp rất là cứng. Và thứ hai là như cái lỗ này cũng vậy nè. Đây, anh cầm chai keo ống sắt cho mình. Đây, mình sẽ lau khô ra. Hồi nãy mình nó có kêu là đại định mình á là cạo. Tại cạo rồi á nó dễ dính hơn. Đây, mình sẽ cũng cắt một miếng keo nè. Cái lỗ vuông á thì mình cắt miếng vuông. Đó, mình lắp vô. Đây. Mình nhiễu keo lên nha. Bởi vì mình nói mình dán bằng keo ống sắt không ai tính chứ. Nhưng mà keo ống sắt mà sử dụng theo cách nào mới đúng. Nó chảy keo ra nè. Đây, nó chảy keo nè. Cái này là một ý tưởng rất là tuyệt vời. Keo nó chảy nó thành nhựa nè. Cái mình lắp vô lỗ này nè. Rồi xong mình để về lỗ thứ miếng thứ hai lên, mình lắp cho đầy cái lỗ luôn. Cái miếng xốp kia cũng được, cái miếng xốp mà lót tivi hoặc gì đó thì cũng sử dụng được luôn. Nhưng mà mấy cái miếng xốp mà lót tivi nọ thì nó xốp quá nên mình để lên cái là nó tan hết trơn à. Một cục rất là bự luôn mới được. Còn cái này một miếng nhỏ là được rồi. Với cái này nó dễ cắt nữa. Cái kia thì mình cắt thành miếng mỏng, miếng này nó khó, còn miếng này nó dễ hơn. Ok. Đây đã được. Đây nó dính vậy nè, chút xíu là nó trong lại là được nha. Đó, nhìn bây giờ nó trong lại từ từ thấy không? Là tự động nó có một lớp hết trơn. Nha, như bên đây nè. Giờ nó gần khô nè, đây mình thấy không? Đó. Đây, nó khô cứng nè. Rồi bây giờ em chờ cho nó khô lại đi. Rồi em sẽ mở nước cho em coi là không bao giờ mà nó bị xì nha. Dạ. Anh thức thầy khô chưa? Bật lên coi thử ơi, nó còn xì không? Khô rồi đó. Cái này là để khoảng chừng 5 phút là khô à, không có lâu đâu. Đây bây giờ mở nước nè. Không xì, tưởng nó xì. Sao mà xì được? Giá này là bảo đảm dính cứng ngắc luôn. Ở đình nhìn đây, cái lốp keo nè. Thấy không? Đó, nó khô gan cứng ngắc luôn. Tại vì á không phải là như keo ống sắt mình á mà dán không. Có một cái lớp xốp vô á thì nó sẽ tạo thành một cái lớp ở trên mài rất là cứng. Đúng rồi, cứng dữ ta. Cái này em lấy dao nè, em khử luôn nè. Rồi. Cái lỗ này nãy bự. Ừ. Đó, đây đây. Đó. Nhưng mà em cảm giác nó cứng. Nó cứng giả man lắm. Nè. Đây nè, không ra luôn phải không? Nó cứng nha. Nếu mà cái đó thì cái thau ngủ mình thì cũng giá cũng vậy thôi. Cái nước này là em biết cái lực nước nó đẩy ra rất là mạnh luôn. Đúng rồi. Nhưng mà mình giá lại cái là nó dính cứng nhắc luôn. Đó, nước đang chảy chứ không phải nước không chảy đâu nha. Nước đang chảy. Rồi em dầm ống rồi, nước mạnh lắm. Đó, nước mua tưa đó rồi, không phải nước máy đâu. Cái này mà gắn vô là nó xịt văng